cấp dưới của tôi đã khiếm nhã với cậu rồi, xin lượng thứ. Đi thôi, mau, mau lên. Đi. Chúc hai người có thời gian vui vẻ. Cái này là cho sanh vui của tôi. Tôi xin mời nhân chứng tới. Tôi chính là người đã đốt rừng Mi Rơn 25 năm về trước. Ở đây có người chỉ thị nhân chứng phóng hỏa. Vào hôm đó không, giám đốc Quân Chu Hành của tập đoàn Tê Sơn, hắn đã trả tiền cho tôi để tôi phóng hỏa. Tôi là tâm sự biến mất và những đứa trẻ bất hạnh. Ba mẹ của con thật ra đã cố gắng cứu con đó, cho nên con hãy thử lục lại ký ức của con đi. Vì ba mẹ của con mở cửa sổ cho nên mới có đường ngấn này.